Em mới phẫu thuật cắt bỏ khối u vú được 1 tuần, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để hóa xạ trị. Nhà thuốc cho em hỏi là bắt đầu thời gian này thì em có thể sử dụng cây xạ đen để uống thay nước hàng ngày, hỗ trợ cho việc điều trị ung thư vú có được hay không ạ? Và dùng trong thời gian hóa trị liệu có được hay không? Và dùng kết hợp cây xạ đen với những vị thảo dược gì? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, sau khi bệnh nhân đã cắt bỏ khối u vú thì bệnh nhân vẫn có thể sử dụng cây xạ đen được bình thường bạn nhé. Sau phẫu thuật thì sử dụng cây xạ đen thì sẽ có rất là nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp vết thương vết mổ chóng lành hơn, bởi vì cây xạ đen thì có tác dụng chống viêm rất là mạnh và khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường sức đề kháng cho người bệnh. Khi sử dụng cây xạ đen cho bệnh nhân ung thư vú thì bạn nên kết hợp thêm với cây bạch hoa xạ thiệt thảo, cây bán chi liên, cây bồ công anh với liều lượng như sau: xạ đen 50g, bạch hoa xạ thiệt thảo 40g, bồ công anh 20g và bán chi liên 20g, sắc uống thay nước hàng ngày. Trong quá trình hóa trị liệu, bệnh nhân có thể tạm ngưng các vị thuốc trong bài thuốc từ cây xạ đen. Sau mỗi đợt hóa trị liệu về xong thì bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng bài thuốc cây xạ đen kết hợp với những vị thuốc. Vì khi sử dụng thuốc nam thì sẽ giúp hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.